Vào lúc 12 giờ trưa ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại nhà thi đấu thể thao của trường Đại học Quốc tế RMIT đã diễn ra ngày hội sức khỏe và sắc vóc. Sự kiện do các sinh viên ngành truyền thông phối hợp cùng ban thể thao và văn hóa của trường tổ chức đã thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan, mua sắm và nhận sự tư vấn từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc vóc. Ngày hội sức khỏe và sắc vóc tập trung các thương hiệu uy tín trong lĩnh vực này. Nhờ đó, khách tham dự ngày hội không chỉ có cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng mà còn nhận được sự tư vấn tận tình trong việc chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và các phương pháp làm đẹp hiệu quả từ các thương hiệu nêu trên. Đặc biệt, ngày hội đã góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, vốn vẫn thường hay bị xem nhẹ của người Việt Nam. Ngày hội sức khỏe và sắc vóc là một sân chơi đầy ý nghĩa trong dịp cuối năm mà ban tổ chức dành tặng cho những người quan tâm đến lĩnh vực này. Bên cạnh đó, ngày hội cũng là cơ hội để mọi người có ý thức hơn về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cũng như giữ gìn vóc dáng trong cuộc sống hiện đại ngày nay.